Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động Antumama vào ngày 14 tháng 1. Một trong 7 sân vận động tại Asian Cup 2023 từng tổ chức World Cup 2022. Sân Antumama gây ấn tượng với thiết kế đặc sắc, lấy cảm hứng từ chiếc mũ taquilla truyền thống của Qatar. Sân vận động này có sức chứa khoảng 44.000 khán giả. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác hậu cần trên sân vận động này đã được hoàn thiện cho các trận đấu tại Asian Cup 2023.